Xin chào quý phụ huynh và các em học sinh đến với chương trình Vui Học của Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp cùng Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu thực hiện. Cô rất vui khi được đồng hành với các em trong tiết học hôm nay. Cô tên là Đỗ Bảo Trân, hiện đang công tác tại trường tiểu học Bùi Thị Xuân, thành phố Vũng Tàu. Hôm nay cô sẽ hướng dẫn các em học môn toán lớp 2, bài Phép cộng có nhớ trong phạm vi 20 tiếp theo. Các em chuẩn bị sách toán lớp 2 tập 1, vở toán và những đồ dùng học tập cần thiết. Các em hãy chú ý lắng nghe và thực hiện theo những yêu cầu mà cô đưa ra. Trước khi vào bài học, cô trò mình cùng khởi động bằng một bài hát thật vui nhé! Bài hát thật vui phải không nào? Các em hãy học tập đức tính chăm chỉ của bạn nhỏ trong bài hát nhé. Bây giờ chúng ta cùng vào bài học nào. Cô giới thiệu với các em, đây là bạn Minh. Các em hãy quan sát và lắng nghe và cho cô biết bạn Minh đang làm gì nhé. Trong đoạn phim, bạn Minh cho chúng mình biết điều gì? À, bạn Minh cho chúng mình biết bạn có 9 quả na. Bạn lấy thêm 4 quả na nữa. Bạn Minh đố chúng mình điều gì nhỉ? À, bạn Minh đố chúng mình bạn có tất cả bao nhiêu quả na? Muốn biết bạn Minh có tất cả bao nhiêu quả na, chúng mình thực hiện phép tính gì? Các em hãy nói cho người thân đang ở bên cạnh các em nghe nhé.
muốn biết bạn mình có tất cả bao nhiêu quả na. Cô lấy 9 quả na cộng với 4 quả na lấy thêm. Như vậy cô có phép tính 9 cộng 4. 9 cộng 4 bằng bao nhiêu? Các em và bạn voi hãy suy nghĩ cách thực hiện và tìm cho cô kết quả của phép tính 9 cộng 4 nhé. Các em đã có cách làm của mình chưa? Voi ơi, bây giờ voi thực hiện phép tính 9 cộng 4 cho cô và các bạn nghe nào. Thưa cô, để thực hiện phép tính 9 cộng 4, voi đếm thêm 4, bắt đầu từ 9. 9, 10, 11, 12, 13. Vậy 9 cộng 4 bằng 13. Bạn voi đã dùng cách đếm thêm để tìm được 9 cộng 4 bằng 13. Đúng rồi đấy các em. Tuy nhiên, hôm nay cô sẽ hướng dẫn các em một cách khác giúp chúng mình thực hiện phép cộng có nhớ trong phạm vi 20 được nhanh hơn. Các em chú ý quan sát. Trên màn hình cô có 9 chấm tròn màu xanh. Cô có thêm 4 chấm tròn màu đỏ. Để tìm kết quả phép tính 9 cộng 4, cô làm như sau. Cô tách 4 thành 1 và 3. Cô lấy 9 cộng 1 bằng 10. 10 cộng 3 bằng 13. Vậy 9 cộng 4 bằng 13. Như vậy, cô vừa thực hiện phép cộng 9 cộng 4 bằng cách tách số đấy. Voi ơi, nhắc lại cách làm của cô cho các bạn nghe nhé. Để thực hiện phép tính này, voi tách 4 thành 1 và 3. Lấy 9 cộng 1 bằng 10. 10 cộng 3 bằng 13. Vậy 9 cộng 4 bằng 13. Bây giờ các em hãy nhắc lại cách làm cho người thân đang ở bên cạnh các em nghe nhé. Cô vừa hướng dẫn các em thực hiện phép cộng 9 cộng 4 bằng cách tách số. Cô tách số hạng thứ 2 là 4 để được 1 và 3. Cô lấy 9 cộng với 1 làm cho tròn 10. Lấy 10 cộng với 3 bằng 13. Với cách tách số này, các em sẽ dễ thực hiện phép cộng có nhớ trong phạm vi 20 nhanh hơn, đúng không nào? Các em đã trả lời được câu hỏi của bạn Minh chưa? À, bạn Minh có tất cả 13 quả na đấy. Bây giờ, các em quan sát một ví dụ khác nhé. Trên màn hình, cô có 8 chấm tròn màu xanh. Cô cũng có 3 chấm tròn màu đỏ. Các em hãy suy nghĩ và thực hiện cho cô phép tính 8 cộng 3 nhé. Các em đã làm xong chưa? Bây giờ các em hãy nghe bạn voi nói cách thực hiện phép tính 8 cộng 3 cho chúng mình nghe nhé. Thưa cô, voi tách 3 thành 2 và 1. Lấy 8 cộng 2 bằng 10. 10 cộng 1 bằng 11. Vậy 8 cộng 3 bằng 11. Giỏi quá, voi đã thực hiện đúng rồi các em. Các em có làm đúng giống bạn voi không? Cô khen những bạn nào làm đúng giống voi nhé. Các em chú ý, phép tính dạng 9 cộng với một số, chúng mình sẽ tách số hạng thứ 2 để được 1 cộng với 9 cho tròn 10. Lấy 10 cộng với số còn lại. Phép tính 8 cộng với một số, chúng mình sẽ tách số hạng thứ 2 để được 2 cộng với 8 cho tròn 10. Lấy 10 cộng với số còn lại. Qua hai ví dụ, các em đã biết thực hiện phép cộng có nhớ trong phạm vi 20 bằng cách tách một số hạng để được một số cộng với số hạng kia cho tròn 10. Các em đã nhớ cách làm chưa? Bây giờ, các em sẽ luyện tập kiến thức vừa học qua các bài tập sau nhé. Bài 1.
tính. Các em sẽ thực hiện hai phép tính 9 cộng 3 và 8 cộng 3. Phép tính 8 cộng 3 chúng mình vừa thực hiện và tìm được kết quả là 11 rồi đấy. Bây giờ các em hãy suy nghĩ và thực hiện cho cô phép tính 9 cộng 3 nhé. Các em đã làm xong chưa? Hãy kiểm tra kết quả với cô nào. Phép tính 9 cộng 3, cô tách 3 thành 1 và 2. Lấy 9 cộng 1 bằng 10. 10 cộng 2 bằng 12. Vậy 9 cộng 3 bằng 12. Như vậy các em lại vừa luyện tập lại cách thực hiện phép cộng có nhớ trong phạm vi 20 bằng cách tách số rồi đấy. Bây giờ chúng mình sẽ tiếp tục củng cố cách làm này qua bài tập số 2 nhé. Bài 2. Tính. Các phép tính ở bài 2 đều là phép tính dạng 9 cộng với một số và 8 cộng với một số. Mỗi phép tính đều có minh họa bằng các chấm tròn. Các em hãy suy nghĩ và thực hiện cho cô 4 phép tính ở bài tập số 2. Bạn chim non sẽ cùng làm bài tập này với các em. Bây giờ các em hãy mở vở và bắt đầu làm bài nào. Các em đã làm xong chưa? Bây giờ các em hãy lắng nghe bạn chim non thực hiện phép tính 9 cộng 2 và 8 cộng 4 nhé. Các em hãy kiểm tra kết quả bài làm của mình. Bạn kiểm tra kết quả với chim non nhé. Thưa cô, chim non làm như sau. Phép tính 9 cộng 2 tách 2 thành 1 và 1. Lấy 9 cộng 1 bằng 10. 10 cộng 1 bằng 11. Vậy 9 cộng 2 bằng 11. Phép tính 8 cộng 4 tách 4 thành 2 và 2. Lấy 8 cộng 2 bằng 10. 10 cộng 2 bằng 12. Vậy 8 cộng 4 bằng 12. Các bạn có nhớ cách làm chưa? Chim non chúc mừng các bạn có kết quả giống chim non nhé. Hoan hô, chim non đã làm đúng rồi đấy các em. Cô chúc mừng những bạn nào có kết quả đúng giống bạn chim non nhé. Bây giờ các em hãy chú ý lên màn hình cùng kiểm tra kết quả hai phép tính còn lại với cô nhé. Phép tính 9 cộng 5 và 8 cộng 5. Các em chú ý cùng cộng với 5, nhưng phép tính 9 cộng 5, cô tách 5 thành 1 và 4. Lấy 9 cộng 1 bằng 10. 10 cộng 4 bằng 14. Vậy 9 cộng 5 bằng 14. Phép tính 8 cộng 5, cô tách 5 thành 2 và 3. Lấy 8 cộng 2 bằng 10. 10 cộng 3 bằng 13. Vậy 8 cộng 5 bằng 13. Ở bài tập số 2, các em đã được luyện tập phép cộng có nhớ trong phạm vi 20 bằng cách tách số làm cho tròn 10. Bây giờ cô trò mình cùng chuyển sang bài tập số 3 nhé. Bài 3. Tính. Các phép tính ở bài tập số 3 đều là các phép tính dạng 9 cộng với một số và 8 cộng với một số. Các em hãy suy nghĩ và thực hiện các phép tính ở bài tập số 3 cho cô nhé. Hãy mở vở và bắt đầu làm bài nào. Thank you.
em đã làm xong chưa? Bây giờ các em hãy mở vở và kiểm tra kết quả các phép tính ở bài tập số 3 với bạn Minh nhé. Các bạn ơi, các bạn hãy lắng nghe và đối chiếu kết quả bài làm của mình nhé. 9 cộng 7 bằng 16. 9 cộng 8 bằng 17. 9 cộng 9 bằng 18. 8 cộng 8 bằng 16. 8 cộng 7 bằng 15. 8 cộng 9 bằng 17. Mình rất tự tin vào bài làm của mình. Còn các bạn thì sao? Bạn Minh đã làm đúng rồi đấy các em. Cô khen bạn Minh và những bạn có kết quả đúng giống bạn Minh nhé. Minh ơi, bây giờ em hãy nói cho cô và các bạn nghe cách thực hiện phép tính 8 cộng 9 nhé. Thưa cô, để tìm được kết quả của phép tính 8 cộng 9, em tách 9 thành 2 và 7. Lấy 8 cộng 2 bằng 10. 10 cộng 7 bằng 17 ạ. Bạn Minh có cách thực hiện đúng rồi đấy các em. Để thực hiện phép tính 8 cộng 9, bạn Minh đã tách số hạng thứ 2 là 9 thành 2 và 7. Lấy 8 cộng 2 bằng 10. 10 cộng 7 bằng 17. Bây giờ các em hãy chú ý lắng nghe, cô có một cách làm khác. Để thực hiện phép tính 8 cộng 9, cô tách số hạng thứ nhất là 8 để được 1 và 7. Cô lấy 9 cộng 1 bằng 10. 10 cộng 7 bằng 17. Như vậy, để thực hiện phép cộng có nhớ trong phạm vi 20 bằng cách tách số, các em có thể tách số hạng thứ nhất hoặc tách số hạng thứ hai. Tuy nhiên, trong hai số hạng nào nhỏ hơn, các em nên chọn để tách cho dễ nhé. Các em thân mến, qua 3 bài tập, các em đã biết thực hiện phép cộng có nhớ trong phạm vi 20 bằng cách tách số. Bây giờ, cô trò mình cùng đến lớp xem bạn Minh đang làm gì nhé. Ở trường, mình và các bạn rất thích trồng cây. Các bạn thường đem đến lớp những chậu hoa rất xinh xắn. Sáng nào, mình cũng cùng các bạn tưới nước cho những bông hoa thêm tươi tắn. Các em hãy cùng cô đếm xem mình đang tưới nước cho bao nhiêu chậu hoa nhé. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Hôm nay các bạn lại mang đến lớp thêm những chậu hoa vô cùng xinh đẹp đấy các em. Bây giờ chúng ta hãy xem có bao nhiêu chậu hoa được mang đến thêm nhé. 1 2 3. Từ những gì các em quan sát được, cô có bài toán sau. Bài 4. Có 9 chậu hoa, các bạn mang đến 3 chậu hoa nữa. Hỏi có tất cả bao nhiêu chậu hoa? Bài toán cho chúng mình biết gì? Bài toán cho chúng mình biết có 9 chậu hoa. Các bạn mang đến 3 chậu hoa nữa. Bài toán hỏi chúng mình điều gì nhỉ? Bài toán hỏi có tất cả bao nhiêu chậu hoa? Muốn biết có tất cả bao nhiêu chậu hoa, các em hãy suy nghĩ và tìm cho cô phép tính đúng với bài toán. Sau khi thực hiện xong phép tính, các em hãy trả lời câu hỏi của bài toán nhé. Bây giờ, các em bắt đầu làm bài nào. Các em đã làm xong chưa?
Để biết tất cả có bao nhiêu chậu hoa, cô thực hiện phép tính cộng. Lấy 9 cộng 3 bằng 12. Như vậy, có tất cả 12 chậu hoa. Cô chúc mừng và khen ngợi những bạn nào có kết quả làm bài đúng nhé. Qua bài tập số 4, các em đã biết vận dụng phép cộng có nhớ trong phạm vi 20 để giải bài toán có lời văn rồi đấy. Qua tiết học hôm nay, các em đã biết thực hiện phép cộng có nhớ trong phạm vi 20 bằng cách tách số làm cho tròn 10. Các em hãy ghi nhớ thật kỹ cách thực hiện để chúng ta làm bài cho thật tốt nhé. Các em có thể tự mình làm lại các bài tập trong sách giáo khoa trang 20, 21. Các em xem trước cho cô bài luyện tập trang 22, 23 để tiết sau các em học cho thật tốt. Cô chào tạm biệt các em, chúc các em học tốt và hẹn gặp lại các em ở tiết học sau.